Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn nhận thẻ cào từ areno.network cho các bạn. Cái này thì đăng ký khá lâu rồi các bạn. Nếu mà ai chưa đăng ký thì đăng ký nha. Mình để đường link ở dưới mô tả video hoặc là ở dưới bình luận đầu tiên của video mà mình ghim lên á. Rồi. Thì các bạn nếu mà quên nhận thẻ cào thì hãy nhận nha. Mỗi lần nhận thẻ cào thì khoảng là 5 ANO cho đến 50 ANO các bạn. Rồi các bạn vào cái mạng areno.network cho các bạn. Đây. Đó, sau khi mà các bạn bấm vào areno.network thì nó ra cái giao diện như thế này. Và nó hiện lên cái dòng là chúc mừng bạn đã giành được phần thưởng. Thì cái phần thưởng này nó diễn ra chỉ có 42 ngày thôi các bạn. Nếu mà các bạn làm chậm thì hết rồi. Hiện giờ thì mình nhớ không lầm nó đã đến ngày 17 rồi các bạn. Cho nên là nếu có ai chưa đăng ký thì đăng ký nhanh. Khi mà các bạn đăng ký qua link của mình thì các bạn sẽ được tặng 100 ANO. Và tương lai thì nó phát triển lên khoảng 10 đô một ANO các bạn. Tương lai nha, chứ mình không nói hiện tại nha. Thì cái lộ trình của nó có rất là rõ ràng các bạn. Lộ trình nó rất là rõ ràng, các bạn có thể xem nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Cho nên là cái con này rất là tiềm năng. Các bạn cần phải đăng ký một cái link. Đăng ký một tài khoản trên Arano này để mà dự trữ ha. Đến khi nào nó lên sàn thì các bạn bán ra để lấy tiền. Rồi. Thì còn nếu các bạn nào đã tạo tài khoản rồi thì nhớ là đi vào nhận thẻ cào nha, mỗi ngày sau 6 giờ sáng nha. Thì sau khi mà nó hiện ra các bạn này, các bạn bấm vào yêu cầu ngay cho mình nha. Bấm vào đây. Rồi bấm vào yêu cầu ngay cho mình. Rồi. Rồi các bạn thấy nè. Các bạn kéo xuống là các bạn thấy nè, mình là mỗi ngày mình đã nhận đầy đủ ha. Này, mình nhận rất là đầy đủ ha. Đó. Đó, mình nhận ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 luôn. Ngày 5, ngày 6 rồi, ngày 7, ngày 8 luôn rồi. Rồi, khi mà các bạn thấy cái này á, mà các bạn kho ngày 8 đâu, các bạn không thấy ngày 9, ngày 10 đâu không? Các bạn bấm vào mở khóa thêm phiếu khuyến mãi nha. Bấm vào đây nè các bạn. Thì các bạn sẽ ra, nó sẽ mở thêm nha. Rồi. Đó, rồi tới ngày 16 rồi, ngày 17 luôn các bạn. Bữa nay là ngày mở ngày 18 các bạn. Thì cái mà ngày 18 là cái ngày mà mình sẽ mở thì nó sẽ có chữ hoạt động rồi các bạn. Đó. Thì các bạn bấm vào ngày 18 nha. Để mình cào. Đó. Rồi bắt đầu cào thì mình bắt đầu mình lấy cái tay của mình nó bị điện thoại cảm ứng, cho nên là các bạn lấy cái tay các bạn chà lên cái chữ A ha. Các bạn chà lên đây nè. Chà lên đây nè ha. Giống như mình cào hệ điện thoại các bạn. Đó, giờ mình chà. Đó, mình chà thì nó sẽ hiện ra cái số số tiền các bạn. Này, đó. Ồ, được 5 ANO nữa các bạn, đó. Ha. Nó sẽ tặng cho mình 5 ANO các bạn. Thì mỗi lần như vậy là được tặng từ 5 đến 50 ANO nha. Nếu mà nó giá trị nó 1 đô thôi, các bạn kiếm được 5 đô đấy. Đến đến 50 đô á, một ngày đó, chứ không ít đâu các bạn. Nếu mà giá mà 10 đô một con ANO thì các bạn kiếm được là 50 đô đến 500 đô nha, rất là nhiều. Thì tương lai là như vậy, còn bây giờ thì nó chưa có lên sàn, nó còn có lộ trình phát triển của nó. Cho nên là các bạn cứ nhận miễn phí và để đó thôi nha. Các bạn cứ dự trữ để đó, chứ khi nào có giá thì các bạn bán thôi. Chỉ cho miễn phí mà các bạn, cho miễn phí cứ lấy thôi, không có việc gì phải là mệt nhọc cả. Rồi sau khi mà nó ra như thế này thì các bạn muốn nhận thì các bạn phải bấm vào yêu cầu ngay nha. Bấm vào yêu cầu ngay. Rồi. Rồi cái nó nói là xin chúc mừng phần thưởng đã được xác nhận thành công. Nó là cái này nó là chuyển vào cái phần cái bảng điều khiển cho mình rồi các bạn bấm vào ba gạch nha để các bạn kiểm tra nè. Đó, bấm vào đây, các bạn vào bảng điều khiển nè. Đó. Như của mình hôm qua là được 9.845 thì hôm nay nó được 9.850 các bạn, nó được cộng thêm 5 nữa nha. Rồi. Ngoài ra thì nó có đang bán cái chương trình là INX và INDX các bạn. Thì các bạn muốn mua thì các bạn
các bạn đang để ý đây, cái giá của một ký ANO nè các bạn bây giờ là được định là 2,34 đô la nha các bạn, chứ không rẻ đâu. Ở nó định luôn, nó được là tương đương 0,004 ETH rồi nha. Còn một ANDX thì được giá bán là 0,12. Ôi cao quá. Các bạn hãy tranh thủ lấy con ANO nha các bạn. Con này giá cao quá. Ôi. Các bạn đăng ký một cái là các bạn được 234 đô đó. Nên các bạn hãy đăng ký nhanh nha các bạn. Cao quá, giá cao quá. Mình được 9850 con ANO, các bạn nghĩ thế nào? Ôi cao quá. Rồi các bạn hãy đường link mình để dưới mô tả video và cái video hướng dẫn ở dưới cũng dưới mô tả video nha các bạn. Rồi các bạn hãy đăng ký để nhận phần thưởng nha. Rồi chúc các bạn thành công. Và các bạn hãy cho mình một like trên video nha. Và nhớ là bấm vào nút đăng ký lên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả nha, để có những video nào cần thiết và những thông tin nào hữu ích và cũng như là cách kiếm tiền hay thì mình sẽ up lên kênh YouTube của mình nha, để các bạn có thể là kiếm cách kiếm tiền để mà có thu nhập nha. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.